mà chúng ta có thì nó là cái điều tốt. Còn nếu như mà chúng ta không có thì cũng không sao. Bởi vì là cái tầm tài chính của chúng ta thì thường khi mà mua ghế những cái... Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Ở trong clip ngày hôm nay là có hai mẫu ghế với cái phiên bản SKS 6800, bản nâng cấp của bản IS 1000 trong dòng Furioki. Và bên này đó chính là cái chiếc EPMA76 của dòng Parasolic. Và ngày hôm nay thì Ngọc Gia Ban sẽ so sánh cho các bạn về cái tính năng cũng như là về cái tác dụng của cái tấm sửa nhiệt hồng ngoại của dòng Furioki. Ở đây là phiên bản SKS 6800 và cái tính năng con lăn đá nóng ở cái phiên bản dòng Parasolic phiên bản EPMA76. Thì điều đầu tiên Ngọc Gia Ban sẽ đi cho các bạn về cái tính năng về tấm sửa nhiệt hồng ngoại và chúng ta có thực sự là có cần thiết hay không. Thì với cái chất liệu đó chính là họ sử dụng các cái tấm nó giống như là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Đây các bạn có thể thấy đây, đối với cái thiết kế của nó sẽ rất là mỏng, kết hợp với đó là các cái phần lớp bông, lớp xốp và qua thêm các cái phần lớp da PU 6 lớp này. Và với cái phần lượng nhiệt họ tỏa ra ở đây, khi mà chúng ta có cái phần da của chúng ta tiếp xúc với phần da của ghế, nó sẽ dao động từ khoảng 45 cho tới 55 độ C. Thì với cái nhiệt độ này nó sẽ phù hợp với cơ thể của con người, cũng như là nó sẽ giúp ích rất nhiều trong cái việc là lưu thông cũng như là tuần hoàn máu. Còn với những cái mẫu ghế tại Việt Nam, tại siêu thị Việt Nam ở hiện tại thì về cái chất liệu của họ làm thì Ngọc Gia Ban cũng đã kiểm tra qua rất nhiều các con ghế, tức là họ sẽ làm bằng những cái dây này thì nó không phải là dây đồng mà nó chính là những cái dây hợp kim khi mà họ xoắn lại và họ sẽ bọc trong một cái túi lớp vải và được hàn nhiệt lại. Khi đó thì cái lượng nhiệt nó đi qua nó sẽ rất là lớn, không chỉ là không mang lại cái sức khỏe cho con người mà nó sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc một cái nguồn nhiệt lớn. Và tại sao họ lại độn thêm những cái lớp bông ở đây, cũng như là họ cho thêm các cái phần lớp vải và cái lớp da PU 6 lớp có các cái lỗ thoát khí. Thì khi mà họ độn thêm những cái lớp bông cũng như là thêm các cái phần da thoát khí này, nó sẽ giúp cái lượng nhiệt nó tỏa đều ra hơn cho chúng ta, cũng như là khi mà chúng ta đắp vào hoặc là chúng ta để ở phần dưới lưng thì nó sẽ lan rộng hơn, cũng như là cả khắp cơ thể của chúng ta đều có cái lượng nhiệt đó. Và về cái tấm sửa nhiệt này thì nó có quan trọng hay không, thì nếu như mà chúng ta có thì nó là cái điều tốt, còn nếu như mà chúng ta không có thì cũng không sao. Bởi vì là cái tầm tài chính của chúng ta thì thường khi mà mua ghế những cái mẫu đời thấp hơn thì nó sẽ chưa có những cái tấm sửa nhiệt này, hoặc nó chỉ có ở phần tay hoặc phần chân thôi. Tại vì ở khí hậu Nhật Bản thì họ sẽ thường xuyên là lạnh nhiều hơn, cũng như là có mùa đông giá rét. Nhưng mà với Việt Nam chúng ta thì khoảng thời gian giá rét chỉ trong khoảng 3 tháng thôi. Và đối với những cái tấm sửa nhiệt này, Ngọc Gia Ban đánh giá là sẽ phù hợp hơn so với những người trung niên, cao tuổi. Ví dụ như là các cụ thường thì sẽ về mùa đông sẽ hay lạnh chân, lạnh tay. Thì đối với những tấm sửa nhiệt này nó sẽ có cái nhiệm vụ là làm ấm cơ thể cũng như là lưu thông khí huyết. Sang tới cái dòng Panasonic với phiên bản EPMA76 Ngọc Gia Ban lấy mẫu ở đây thì nó sẽ sử dụng đó chính là cái tính năng con lăn đá nóng. Và cái chất liệu để làm cái con lăn đá nóng này nó là gì? Chất liệu để làm được cái tính năng con lăn đá nóng này đó chính là nó được làm bằng gang. Nó sẽ tích hợp bên cạnh cái phần con lăn làm bằng silicon, để khi mà cái con lăn silicon này của chúng ta nó đi đến đâu thì nó sẽ có thể là làm ấm cơ thể đến đấy, và cái lượng nhiệt đi đến đâu là nó sẽ tỏa đều. Nó không giống so với cái tấm sửa nhiệt ở cái dòng Furioki, đó chính là khi mà chúng ta đắp lên thì nó sẽ tỏa cái lượng nhiệt giữ nguyên một chỗ. Nhưng mà với cái lượng nhiệt của cái dòng Panasonic thì nó đi đến đâu nó sẽ tỏa đều đến đấy, và nó sẽ giúp làm ấm cơ thể cũng như là lan rộng hơn cho chúng ta ở cái phần dưới lưng. Kết hợp với đó chính là khi mà các cái động tác của cái con lăn này nó bấm sâu vào một chỗ điểm nào đó, thì kết hợp với các lượng nhiệt ở đây thì về cái tính năng con lăn đá nóng này, thường thì chúng ta cũng như là các khách hàng đã mua sản phẩm ghế massage nội địa Nhật Bản tại Ngọc Gia Ban thì sẽ thích cái tính năng con lăn đá nóng này hơn là về cái tính năng sửa nhiệt hồng ngoại. Và trong video ngày hôm nay thì Ngọc Gia Ban muốn chia sẻ cho các bạn về cái điều khác biệt giữa cái tính năng con lăn đá nóng cũng như là về cái tấm sửa nhiệt hồng ngoại, liệu là nó có quan trọng hay không. Và trong video tiếp theo thì Ngọc Gia Ban sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cấu tạo về động cơ của cái dòng Furioki cũng như là về cấu tạo động cơ của cái dòng Panasonic. Một dòng nó sẽ là chuyên về trị liệu hai con lăn, và một dòng nó sẽ chuyên về massage thư giãn và ít tính năng trị liệu hơn với số lượng là 4 con lăn silicon. Và nếu như các bạn có nhu cầu muốn sở hữu cho mình hay dành tặng cho người thân một mẫu ghế massage nội địa Nhật Bản,
hãy liên hệ với Ngọc Gia Ban qua số điện thoại 097 494 5555. Ngọc Gia Ban sẽ gửi hình ảnh trực tiếp cũng như là tư vấn cho các bạn ở cái tầm tài chính, ở cái tầm phân khúc cũng như là những cái mẫu ghế phù hợp để cho các bạn có thể lựa chọn cho bản thân hoặc là người thân trong gia đình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.